Món ăn Việt Nam mà Lức nhớ nhất là phở. Ui, chúng ta giống nhau rồi. À, Lức nhỏ đó, Lức dạ. 5 tuổi, bố mẹ dạy Lức nấu phở mười mấy tiếng luôn. Và bây giờ đề bài của chúng ta là nấu một món phở cao cấp và với yêu cầu là không dùng đũa. Dùng rẻ ngò này để tạo nên cái mùi thơm. À đúng rồi, ít nước là tốt hơn á. Dạ. Làm cho nó nhanh hơn và đậm đà hơn. Dạ dạ. Lát con sẽ dùng cái rau củ. Rồi. Tạo nên một cái lớp cấp 3. À rồi. Dùng cái bánh phở lại bên trong. Hại. Ôi chết cha. Có sao em? Dạ không rồi. Bị đứt tay rồi. Anh Dương là một chef mà em rất là hâm mộ vì anh ấy rất là trẻ tuổi và tài năng. Tài trợ Jinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Theo Luke, máy bạn quá an toàn. I want to see more creativity and daring. Be daring. Be different. Dám làm. I'm looking for more confidence. I'm looking for a top chef. More fire. More thirst to win. Anh Luke cũng là một người tôi rất là thần tượng. Cái cách truyền đạt của ảnh bằng tiếng Anh nó rất là hay. Tôi mong muốn xây dựng một cái hình ảnh mang lại cảm hứng cho nhiều đầu bếp, đặc biệt đó là nữ. Bạn sẽ nhìn thấy một cái màu sắc mới của cái nghề bếp, chứ không phải chỉ là cái việc lẩn quẩn ở trong bếp. Đó là cái năng lượng của anh Luke muốn chia sẻ với các chef. Và bây giờ anh Alan. Không được lặp đi lặp lại, nhưng cái twist mà các bạn đã làm và tôi khắt khe hơn, càng vô sâu các bạn phải coi chiến lược. Đúng là một đấu trường lực lửa. Đây là căn bếp của phụ nữ chúng tôi. Và chúng tôi, những chef nữ ngày hôm nay đến đây, chúng tôi làm được tốt hơn những gì các bạn thấy. Các bạn nghe rõ chưa? Rõ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Quyết tâm. Quyết tâm. Chủ đề của chúng ta sẽ là gì? Xin mời. Giám khảo Peter Cường Franklin, đầu bếp người Mỹ gốc Việt, chủ nhà hàng An An Sài Gòn, nhà hàng tại Việt Nam đầu tiên được trao một sao của Michelin Guide, là tổ chức xếp hạng ẩm thực danh giá nhất thế giới. Top Chef Võ Thành Vương, quán quân đầu bếp thượng đỉnh Top Chef Việt Nam 2019, hiện là bếp trưởng điều hành tại nhà hàng của Sài Gòn. Và ngày hôm nay giám khảo sẽ mang đến bí mật gì? Gì ta? Ôi, ban giám khảo đang làm điều gì đây? Và không biết là cái thử thách tiếp theo của mình là gì? Lúc đó thực sự là tâm không đoán ra được. Xin mời Chef Peter Cường. Hôm nay tôi có một món đặc biệt nhé. Có khói. Ai biết món này là món gì không? Được không? Không biết. Các sếp có đoán được không? Không, chưa nghĩ ra. Không ai đoán được. Thơm quá. Đây là món phở, nhưng mà món phở mới. Món phở. Mình làm molecular phở. Người ẩm thực phân tử thì cũng có tiếp xúc ra rồi và cũng đã từng làm rồi, nhưng mà cái quan trọng là cái ý tưởng của ảnh quá tuyệt vời. Quá đẹp luôn. Ở trên này mình có thịt bò wagyu, mình có bánh phở miên man làm cho nó tròn, và cái nước dùng của phở mình làm molecular, giữ cái nước ở trong một cái sphere, sau đó mình ăn cái đó là explosion ở trong cái miệng của mình. Tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ anh Peter Cường. Làm sao mà anh có thể làm viên phở nằm gọn trong một cái muỗng mà nó đủ tất cả những cái như là nước phở, bánh phở cộng với các cái rau mùi. Đây là cái rất phở ngon. Tôi nghĩ là hôm nay tôi ăn tôi sẽ nhớ đời. Now chef, this is a good example of being creative but being daring. Quá kỳ công và quá tuyệt vời. Cảm ơn chef Peter Cường đã mang một cái món ăn rất là tuyệt vời. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chờ đón bí mật của chef Thành Vương mang đến là gì? Xin mời. Wow. Phở đâu? Biển cả. Mình đang ở biển. Wow. Đây là phở tôm hùm. Món phở tôm hùm. Nhưng mà Vương lấy một cái triết lý của người người xưa, thường có cái câu nói là ăn bánh uống trà. Tôm hùm quý như là bánh, phở quý như nước trà. Wow, tuyệt vời. Chỉ cần nhìn thôi, chưa nếm mà. Mình chỉ cần nhìn thôi. Không, anh nghĩ rằng là bên trong cái miếng bánh đó là nó có cả cái dung dịch phở được bơm vào bên trong. Đó là cái bất ngờ. Là một cái đẳng cấp
thật sự đúng là top chef. Hai vị giám khảo khách mời của chúng ta mang những món ăn thật sự đôi khi có tiền cũng không ăn được. Mình đã ăn bánh rồi phải không? Bây giờ ăn bánh rồi bắt đầu mình uống trà. Thôi giờ uống trà. Và cái hương vị mình chắc chắn là trong đấy chef Vương đã cho cái vị hương vị chanh, hương vị tôm rất là rõ ràng, vị rất quen thuộc, rất đậm đà, rất ngon. Mình đã uống hết rất là nhanh. Chef Vương, this pho is like a pho for a king and queen. It's so decadent, it's royalty. Thì hôm nay em làm cái món phở này, mình sẽ đưa ra một cái hai tới của người Việt Nam. Phải bích bát với nhau lại ăn phở như thế nào mà ăn phở hiện đại. Ở bên trong thì Vương có sử dụng là tôm tích. Làm sao để cho nó dai cũng giả bằng tay. Món nào của Việt Nam làm anh nhớ và lưu luyến? Món ăn Việt Nam mà Lức nhớ nhất là phở. Ui, chúng ta giống nhau rồi. Lức nhỏ đó, Lức 5 tuổi, bố mẹ dạy Lức nấu phở mười mấy tiếng luôn. Rất là mệt. Lúc đó anh có quạo mẹ không? Có. Mình đâu dám nói đâu. Sáng sớm ra cái tiệm của bố mẹ, the first thing when we opened the restaurant door was what? The aroma, okay, the smell of making mùi vị của phở brings back those memories, kỷ niệm, đánh giá. So, bringing phở to the world, we're looking for cảm xúc, cái câu chuyện. Yeah. Okay, so remember that for today. Yeah, cảm ơn anh Lúc rất nhiều vì tâm huyết, công sức mang phở Việt Nam ra tầm thế giới. Và có một điều mà Hen cảm thấy rất là tự hào, đó là vào ngày 12 tháng 12, được chọn là ngày của phở Việt Nam. Và bây giờ giám khảo Lúc, đề bài là gì nhỉ? Nấu món phở cao cấp. Wow. Let's go ha, fine dining. Khi đến với Top Chef mùa này thì em cũng đã dự kiến là đề bài năm nay cũng sẽ có phở. Em cũng đã lên rất là nhiều idea để mà có thể phá cách cái món phở này để mang nó, nâng tầm nó hơn ở một đẳng cấp fine dining. Nhưng mà có một cái đặc biệt nữa. Thông thường chúng ta ăn phở phải dùng đũa đúng không ạ? Nhưng mà kỳ này các chef nấu một món theo linh hồn phở nhưng mà ăn sẽ không dùng đũa. Không dùng đũa, em rất bất ngờ với đề bài ngày hôm nay. Cái twist của chương trình hôm nay thì cũng thấy khá là thú vị. Nếu mà không có đũa, sao mình ăn đồ ăn Việt Nam được? Nhà hàng của tôi á, có người Việt Nam và người nước ngoài á. Mình cho cái đũa bằng gỗ thôi, không cho cái nĩa, không cho gì hết. Người ta phải ăn bằng đũa thôi. Thật sự cái này nói Việt Nam là đúng. Nhưng đối với Alan suy nghĩ là chúng ta đem món phở nâng lên sang trọng ra bàn tiệc thế giới, thì Alan có một cái suy nghĩ như vậy. 8 tỷ người trên thế giới, 2 tỷ người biết dùng đũa, còn 6 tỷ người kia mà biết muốn ăn cái món phở không có đũa thì như thế nào? Yes, exactly, đúng không? Wow. Theo em thì không có cần phải ăn đũa cũng ăn được phở. Và chứng minh từ nãy giờ em ăn phở của Vương với của anh đâu có đũa đâu. Wow. So Peter, what happens when a customer from Australia or America comes to your restaurant and they cannot use chopsticks? What do they use? You say you have to use chopsticks? Or what's the... I believe that the eating experience is very important for Vietnamese food. We need to use the chopstick because you connect the hand with the food better than the fork and knife. We have many sensations, but the hand, when we touch, let's say a gỏi cuốn, a cháo giò, we know the texture right away. So generally, I try to encourage most customers to use it. 99% will try, even though they never used chopsticks before. Wow. But okay. If they cannot eat, let's say they sit there an hour and cannot pick up any food, we will bring a fork and knife for them. Oh. Bây giờ là chúng ta có đũa hay không có đũa, quý vị khán giả thì như thế nào? Okay. I think today with Peter Cường's dish, không có đũa, phải không? Mình xài tay. Chứ Vương cũng vậy, không xài đũa. So hôm nay, no chopsticks. Agree? Yeah. Và bây giờ đề bài của chúng ta là nấu một món phở cao cấp và với yêu cầu là không dùng đũa. Hèn đã thấy được cái sự hoang mang ở các chef ở đây. Nhưng mà yên tâm, chúng ta sẽ có hai vị mentor dành cho tất cả các chef. Đó chính là giám khảo Peter Cường và giám khảo Thành Vương. Và màu đó sẽ là đội của mentor Thành Vương, màu đen sẽ là của mentor Peter Cường. Và xin mời chef Anh Thư. Màu đỏ. Số 6. Màu đỏ số 3. Màu đỏ số 7 ạ.
Team đối thủ của tôi rất là mạnh, tại vì hầu như các thí sinh đều giỏi về đầu việc. Còn team của tôi thì đang yếu thế hơn là phần đông về kỹ thuật của anh em là đều là Âu. Xin mời hai mentor sẽ về vị trí đội của mình. Em Peter Cường là một chef đi trước, làm món phở của dòng fine dining rất là tốt. Em thấy rất là thích. Em nghĩ là mình có thể kết hợp tốt được với chef Peter Cường, dùng ẩm thực Việt Nam của mình để nâng tầm nó lên thành một dòng phở fine dining. Mình có theo dõi mùa 2 và mình ấn tượng với chef Vương từ tính cách của ảnh, cách làm việc rất nghiêm túc, tất cả các ý tưởng, kỹ năng. Thì lúc nãy khi mà nếm cái phở của ảnh xong thì wow, mình ngưỡng mộ đúng người. Chúng ta đã có đội, chúng ta đã có đề bài. Vậy thì nguyên liệu bí mật sẽ là gì? Đây là gia vị nấu phở truyền thống mà bao đời ông cha ta đã nấu. Thì các bạn sẽ dùng cái nguyên liệu này để các bạn nêm vị của nước mắm và vị phở mà các bạn nấu ngày hôm nay. Các bạn rõ chưa? Rõ. Và thời gian của thử thách lần này sẽ là 120 phút. Wow. Và đây cũng chính là thử thách loại trừ. Trời ơi, đã khó rồi mà giờ còn khó hơn nữa. Cơ hội phải ra về ngày hôm nay thì mình cũng chưa biết được. Cái đó còn tùy thuộc vào đồng đội của mình, tùy thuộc vào ban giám khảo, nên là mình không thể đoán trước được điều gì. Thời gian của các bạn bắt đầu. Chí, hợp tí. Tất cả người luôn. Mọi người ơi. Qua đây. Tập hợp. Phở nhá, có thể làm jelly, cái là số 1 thay đổi cho nó nhá. Ok. Làm kem hoặc penne cotta cũng được, cho nó thay đổi như vậy cũng được. Ok. Em nấu phở gì? Dạ em nấu phở bằng ubi cá. Phở bằng ubi cá. Khói. Em phải cho anh hai cái technique vừa rồi anh đang làm. Yes, chef. Phục vụ để cho khách hàng trải nghiệm. Em làm cho sốt cho nó đậm đà hơn, làm cũng giống spaghetti cũng được nha. Đừng làm nhiều nước nha. Như vậy cho nó đậm đà hơn nha. Phở phải nóng nha. Nếu mà phở lạnh không bao giờ nghe mùi phở. 120 phút, 70 phút, lên phút 80 về về. Ok rồi. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, nhanh. Yes, 2, 3, go. Let's go. Nó cháy một chút cũng là tốt nhé. Dạ dạ. Cái mùi của nó nhé. Em nấu cái phở tôm hùm với lại cái bầu quay vuông, nhưng mà cái bánh phở là em sẽ nhồi tất cả các nhân em xào cùng với lại cái nấm mô reo. Nếu mà em xé thịt vậy em thả trực tiếp trong cái đây cho nó cỡ 1 phút để da nó ôm lại dễ lột rõ hơn. Em hiểu rồi. Con dùng rẻ ngò này để tạo nên cái mùi thơm. À đúng rồi. Ít nước là tốt hơn á. Dạ. Làm cho nó nhanh hơn và đậm đà hơn. Dạ dạ. Lát con sẽ dùng cái rau củ. Rồi. Tạo nên một cái lớp cấp 3. À rồi. Dùng cái bánh phở lại bên trong.
thầy ơi, cái đó là cái đó nãy thầy nói là sốt trộn đó hả? Đúng rồi, em cũng lấy cái bánh phở em làm cho nó pasta luôn cũng được. Em làm mà cũng cho nó đậm đà. Nấu bằng sốt xài ok. Cũng được, cũng được. Nấu cũng được, cũng được. Cũng được. Thank you. Vy ơi, tới đâu rồi? Đây em, bây giờ em thả đồ vô nước dùng đi. Sau đó mình làm đồ ăn kèm. Tập trung nồi phở trước đi. Em sẽ cuộn lại với cái bánh phở. Bánh phở cuộn với tay nhum. Dạ đúng rồi. Nhớ cho sắp mỡ vào bên phở nha. Về cái mùi sắp mỡ. Đội mình cố gắng là 100 phút đầu tiên là xong nhá. 20 phút còn lại để trình bày. Cái này nướng nó cháy cái vỏ ngoài. Nó tạo cái mùi thơm hơn là dùng cái lò nướng kia. Gà lớn lên Vy rồi. Dạ. Gà lớn lên. Thứ nhất là cách mình tiếp cận ban giám khảo, cách ăn mới. Có hai cách ăn. Một cách là bánh phở mình tự làm với lại nước củ dền gói với lại bào ngư vi cá. Một loại là mình sẽ sử dụng nước ăn với lại lương cuộn xông khói. Cái quan trọng trong phở vẫn là nước phở. Ngọc. Dạ. Ngọc. Dạ. Chị hỏi nè, làm sao cho nó thành thịt giòn? Wow, thank you. Đối với mình thì gia vị nước mắm rất là đậm đà, mà khi mà mình nêm món ăn của mình đó, nó có một cái vị đó rất là thơm và nó đặc trưng. Chủ đề nước mắm phải có hương nước mắm. Quan điểm của tôi về ẩm thực theo hướng truyền thống và tôi muốn nâng tầm nó lên, đó là sự tự tôn dân tộc, đó là bản sắc văn hóa. Cái này là con gà hồ thì mình phải phun lửa qua để cho cái gà nó săn lại. Gà này là con gà Đông Hồ ở ngoài Bắc Ninh. Trong những bức tranh Đông Hồ của Việt Nam mình á, em muốn làm đồ bình thường nhưng không tầm thường. Sao em cần nhiều nước như vậy? Dạ tại xương nhiều chứ không phải nhiều nước. Gì hả? À. Xương em bỏ nhiều lắm để cho nó ngọt, cho nó nhanh lên. À. Điểm mạnh của tôi là tôi từng đi rất nhiều nơi từ Việt Nam sang tới châu Âu. Tôi từng có kinh nghiệm làm việc ở Đan Mạch và ở Đức. Tôi cộng tác cùng những đầu bếp chuyên nghiệp Michelin Star. Ẩm thực Việt Nam đã ảnh hưởng tôi từ nhỏ. Và tôi đi từ Nam ra Bắc để khám phá những nguyên liệu vùng miền và những gia vị đặc biệt của Việt Nam. Ba từ để mô tả phong cách làm bếp của tôi là ngầu, ngon và lạ. Hôm nay tôi đến đây với hai món phở, một khô và một nước. Phở khô sang với jelly phở ăn lạnh và một phở nước ăn nóng. Nướng cho tỉ. Cho em làm cái động tác này, cái này nó hơi khó. Lửa nó rất là nguy hiểm cho nên là em cần phải tập trung. Với lại cái độ chín của sò điệp nó cần phải đạt được chuẩn thì nó ăn mới không bị khô à. Mình đang lấy tủy xương bò. Cái tủy xương này nó sẽ tạo cho cái món này có cái vị ngậy béo và đặc trưng của con bò. Từ bên ngoài nhìn vào ấy, mình sẽ không hình dung đây là món gì, rất đặc biệt. Và kể cả cái cách ăn cũng như là cái hương vị bên trong của nó ấy. Và đặc biệt món này nó sẽ có rất nhiều tầng hương vị, rất nhiều tinh tích ở trong này. Đây là tuyệt chờ đợi và chờ đợi. Thì khi mà biết là chị Yến là đối thủ ấy, và chị Yến có thể nấu ra một món mà rất là đậm đà hương vị cũng như là hương vị phở nó áp đảo ấy, mình nghĩ là mình sẽ không có cơ hội để chiến thắng chị Yến. Em sử dụng cái phần tenderloin Wagyu A5. Nó có nhiều vân mỡ. Cái phần vân mỡ này là đẹp nhất. Lúc nữa em cho cái nước phở em chỉ chen vào thôi, ăn tái hoàn toàn luôn thì nó sẽ cảm nhận được nhiều vị ngọt nhất ở trong thịt. Tôi nấu là phở tôm hùm với lại sò điệp Nhật. Nguyên liệu thì cơ bản nhưng mà đồ phá đây tôi sẽ kết hợp những nguyên liệu mà hải sản cao cấp để đưa vô fine dining. Quan trọng đó là cái cách để phục vụ. Cái món này nó sẽ rất là khác. Anh đang ướp tôm hùm với nước mắm chin su. Mắm chin su là cái vị của nước mắm này rất là ngon. Anh ướp cho nó thấm cái gia vị trước khi anh nướng. Tôi tự tin với cái bài thi của tôi. Anh Tâm là một người làm trong môi trường 5 sao và chắc chắn trong từng cái khâu ra đồ rất là giàu kinh nghiệm. Bây giờ có thể em lấy cái đó ra em làm có lên bằng chén nấu cái đó riêng cũng được tốt lắm. Cái này em lấy cái này ra. Dạ. Yeah. Sau đó để cái thịt tươi thôi. Sau đó chạy cái nó bị nước á, vô thịt của em không tốt, làm như vậy tốt hơn, làm như vậy, cho tất cả vô. Dạ, dạ, em cảm ơn. Hôm nay Tâm nấu phở bò Wagyu, ăn kèm với bánh phở mình tự chén.
mình rất là tự tin, mình không có cảm thấy hồi hộp đâu. Mình có một cái câu chuyện xin phép mình sẽ chia sẻ sau ha. Đối với Tâm thì khi mà thi đấu một mình hay là thi đấu đồng đội thì bất kỳ một vị trí nào chúng ta đều phải cố gắng hết sức mình. Đầu tiên đó là loại gạo, mình sẽ sử dụng cái loại gạo ngon nhất, kết hợp làm sao cái tỷ lệ nước để pha ra một cái bánh nó có độ mềm, độ dai và mềm mại khi mà mình kết hợp với cái nước phở. Phúc Pizza, nội thất thiết kế tô điểm cho thế giới bên trong ngôi nhà bạn. Hành với một số thơm với lại cái nấm sò khỉ ở giữa, xong rồi em mới đặt cái này lên, rồi cái này lên rồi để qua trên này và chan cái nước. Có dầu dưới không? Dạ có. Có hả? Dạ. Sau đó em làm cho dạ. Nó mỏng hơn. Em làm cái đó trước nhưng mà là dùng cái đó có thể không cần cái này. Gặp sếp Peter Cường thì Peter Cường có hướng dẫn mình đổ cái lớp bánh phở nó sẽ mỏng đi một chút. Mình cho lên trên cái mặt nhân á thì nó sẽ thấy được những thành phần chính ở trong cái nhân đó luôn. Cái nước phở thì sếp Peter Cường có hướng dẫn mình là hãy chặt đôi cái xương nó ra rồi hãy trụng. Để khi mà mình nấu á, là những cái tủy, là những cái độ ngọt ở trong xương nó sẽ được ra nhanh hơn. Trong cái thời gian 120 phút như vậy thì món ăn nó sẽ thơm hơn, nó sẽ tốt hơn và nó sẽ chiết xuất được nhiều cái nước ngọt hơn từ xương. Nhớ quét dầu hoặc cái gì đó để cho cái tạo cái độ bóng á. Dầu nước mắm pha vào, thả một ít hạt nêm rồi cho nó dịu dịu cái không hột miếng chanh vào, hột vài lát chanh vào, cũng như là mắm me, mắm chanh gì đó. Sếp Vương có nội lực, sếp có tài năng để được lên cái vị trí quán quân, đó không phải là một cái điều đơn giản. Thì mọi thứ, mọi cái hỗ trợ, nhắc nhở thì mình hoàn toàn hài lòng. Sếp Vương là lãnh đạo của team. Đứng chơi đi Vinh, làm đi em. Đi thi mà em. Từ món đó khi nào thực phân tử nó đến những cái biến tích này không này? Những cái kỹ thuật này nó đã có trên thế giới gần 20 năm nay. Là đã ứng dụng nó rất nhiều nhưng mà theo quan điểm của tôi thì nó có mặt lợi và cũng có mặt hại. Ôi chết cha. Có sao nè? Dạ không rồi. Bị đứt tay rồi. Anh Dương là một cái sếp mà em rất là hâm mộ vì anh ấy rất là trẻ tuổi và tài năng và cũng là một hình tượng mà em muốn hướng tới. Em nấu bằng xương gì? Dạ em nấu xương ống với lại cái bắp bò. Tại vì cái thời gian xương ống nó sẽ không ra đủ ngọt. Em có kết hợp thêm cái xá sùng. Ok. Tất cả đồ đem được nhưng mà nước mắm là cuối cùng nha. Muốn cái bài thi của mình thật sự hoàn hảo mà đưa lên tới ban giám khảo thì chắc nhờ anh Vương rất nhiều. Chắc chắn phải nhờ mentor chỉnh lại. Tại vì mình sẽ còn rất nhiều thiếu sót. Hy vọng là anh không có cảm thấy mình quá phiền. Chị bỏ cái đó lên trên đây. Dạ. Và cái gì ở trên có trên này nữa? Tỉ bò. Tỉ bò nguyên cục hay là tỉ bò như thế nào? Mít ngò gai và mò gai có xay không? Không xay, ngò gai xay nhuyễn thành tím ngâm chua với một ít sốt tương đen và tương đỏ. Chỉ như xà lách tỉ bò đúng không? Dạ. Ok. Bản thân Tâm là một giảng viên chuyên nghiên cứu và giảng dạy món Việt truyền thống và các dòng bánh dân gian thì khi mà vô cái vòng thi phở này thì mình đã rất là tự tin rồi. Công việc chính hiện tại của tôi là giảng dạy. Tôi mang đến những món ăn với phương châm làm cho món Việt tỏa sáng nhưng vẫn giữ được đậm vị Việt Nam nhất. Tôi có một may mắn đó là hai vợ chồng cùng làm một nghề. Tôi thường hỏi anh ấy về các ý tưởng và anh ấy cũng hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Dạ, khoảng tầm 40 phút nữa. Okay. Tôm hùm con xào với lại cái lá ngò gai luôn. Xong rồi con sóc với lại chút nước mắm. Xong rồi con đổ cái gelatin vô cho nó đông lại. Tôi đang kiểm soát thời gian rất là tốt. Gì cũng có thể xảy ra, đối thủ của tôi cũng rất là mạnh. Tôi tự tin rằng mình 100% sẽ chiến thắng ngày hôm nay. Thái Minh thì là một đối thủ rất là mạnh. Bạn lựa được cái nguồn nguyên liệu là loại gà rất đặc biệt ở cái vùng của bạn rất là tốt. Các bạn có 30 phút nữa, 30 phút. Thế tôi cảm nhận được cái hạt nêm rất là tự nhiên, ngọt, thanh. Cách công nghệ làm hạt rất là hạt nêm rất là tốt cho nên tôi sử dụng trong món ăn của mình. Hạt nêm của Xuân Su họ lấy từ nấm và tạo cho nên là nó sẽ có cái độ ngọt tự nhiên.
Thật ra tàu nước dùng của mình đã có cái độ ngọt vừa đủ rồi, nhưng mà mình muốn cho nó thêm một chút xíu đậm đà nữa, ăn theo khẩu vị người Việt. Hôm nay món phở của em đặc biệt tại vì em nấu nước phở bằng nước consomme, lấy đồ ngọt thịt từ bò và lại hải sản. Consomme hả? Dạ. Okay. Cái này có thể em ăn cho nó lên một chút nước cũng được. Dạ. Cái này chưa được. 40-45 phút là tốt nhất nhé. Anh Peter Cường là một chef đi trước làm món phở của dòng fine dining rất là tốt. Em thấy rất là thích. Em nghĩ là mình có thể kết hợp tốt được với chef Peter Cường. Món phở hôm nay của mình thứ nhất là về nước dùng. Nước dùng hầm từ xương gà và một con cua tuyết đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra thì phở trộn của Thư được làm từ sốt trái xoài. Cảm thấy các chef làm rất là sáng tạo, có nhiều món là lần đầu tiên Hèn được thấy. Và Hèn tin chắc rằng các chef sẽ làm thử thách này rất tốt. Sẽ khó cho giám khảo đây. Giám khảo ơi, cố lên. Chỉ còn hơn 25 phút nữa thôi. Trong này có gì chef? Dạ, trong đây em sử dụng thịt bò xay với lại trứng gà và tủy bò, xương bò và xương lươn nãy em phi lên ra. Em muốn giữ lại một chút hương vị từ thịt bò. Xương bò thì em chọn cái phần xương ống tủy mà đã được cắt ra rồi để cho nó nhăn ngọt. Vì anh thấy là nấu phở là nướng hay là rang gia vị mà em lại nấu trong dầu. Khi nào ban giám khảo chấm thì em sẽ bật mí cái điều đó cho ban giám khảo. Chiến lược. Oil is another way to get flavor. Right. Oil is flavor. Cơ duyên nào mà nói là về nấu ăn đây? Sau quá trình học ấy thì em muốn tìm kiếm một cái đam mê và em phát hiện ra là em rất thích toán mà trong nấu ăn này cũng có cả toán học trong đó. Trong này còn rất nhiều khoa học, rất nhiều thứ để sắp xếp tổ chức đó là toán học. Chef hồi xưa thi toán hay gì đúng không? Em có thi Olympia. Em cũng được rất nhiều học bổng về toán các kiểu. Cái tương ớt bắt em làm thành một cái gel. Cái gel này là nó có nhiều loại rau thơm và tiêu phú quốc. Khi mà em nấu món phở tất cả đều phải tự nhiên nên là em sử dụng cái nấm này, nó rất là giàu dinh dưỡng. Các chef ơi, chúng ta chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi. Thơm quá. Thơm quá, chef ơi. Thơm cực kỳ. Cái tình huống nó bất cẩn thì tôi đã làm đổ những cái phần để mà hoàn thiện cuối cùng cho cái món phở. Đó là cũng gần hết giờ rồi nhưng mà tôi đã cố gắng làm hết tất cả mọi thứ để tốt hơn. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Wow, good job.
Jacob Creek, hân hạnh đồng hành cùng Top Chef Việt Nam.